Hello, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay sẽ là một cái video mà mình muốn cập nhật một số cái thông tin để cho mọi người cùng với lại xem một qua về cái tình hình chặt của Bitcoin xem là những cái điều gì đó đã xảy ra và cái định hướng của chúng ta tiếp theo như thế nào. Ok, thì đầu tiên, trước khi mà mở đầu vào video thì mình muốn nói cho mọi người một chút, ta cùng xem về cái lịch sử hình thành của cái tập đoàn của ngân hàng Goldman Sachs. Đọc là sát hay sách thì mình cũng không rõ lắm, người ta đọc là Goldman Sachs nên mình đọc là sách đi. Đấy, nhìn nó giống chữ sách mà viết tiếng Việt không đó. Thì ngân hàng này nó rất là hay. Đầu tiên đấy thì nó đầu tiên thì nó cũng không phải là một cái ngân hàng đâu, nên là chúng ta sẽ xem về cái lịch sử nhé. Một người Đức nhập cư tên là Marcus Goldman. Cái ông này có một người con rể tên là gì nhỉ, tên là Samuel Sachs. Đấy. Thì năm 1869 thì cái ông này ấy, là ông ấy thành lập cái gọi là cái công ty của họ. Đầu tiên là những cái năm đầu tiên ấy, thì họ cũng không phải là một cái công ty gì hoành tráng đâu. Goldman là chủ yếu kinh doanh giấy khi nợ cho các nhà buôn kim cương ở New York. Thì nói rõ hơn về cái này ấy, thì là ông ta là thực ra là không phải người Đức mà ông ta là người Do Thái. Goldman Sachs là thực ra là người Do Thái đấy, và ông ta nhập cư vào Đức. Thì nhờ ông ta là chuyên là cho vay nợ đấy, ông ta là một cái người mà cho các cái nhà buôn kim cương ở New York vay nợ, tức là ông ta có tiền đấy. Các cái nhà buôn thì khi nào mà cần vốn ấy, thì có thể là đến chỗ ông ta để vay. Ông ta sẽ bán cho người ta cái gọi là đấy, thì nó ghi được giấy ghi nợ, thực ra là cho vay lãi thôi. Cho vay lãi để mà nó giống như là một hoạt động của ngân hàng nhưng không có giấy phép. Đầu tiên ông ta làm như vậy. Ông ta cũng lúc đầu người ta đến thì cũng không có nhiều tiền gì đâu, nhưng mà do ông ta làm việc và tích cóp. Tích cóp và cũng rất là nhanh nhẹn trong cái việc là làm việc với các cái nhà buôn lớn. Dần dần là ông ta có một số vốn khá là lớn. Sau đó là ông ta có một cái người con rể không có con trai nhé, mà lại chỉ con gái thôi. Có một con rể tên là Samuel Sachs, thì hai người mới kết hợp làm ăn và sau đó thì phát triển khá là lớn, và đến năm 1969 thì thành lập một cái công ty tên là Goldman Sachs. Lấy giữa tên của ông ấy và tên của con trai à, của con rể. Và cái công ty này thì được năm 1986 là được mời vào sàn giao dịch chứng khoán. Thì cái năm 1986 là những cái năm mà thời kỳ đầu của những cái sàn giao dịch chứng khoán ở New York. Thì khi mà họ hoạt động ở trong cái này rồi, ông ta mới nhận ra rằng là chứng khoán nó là một cái lĩnh vực mà nó rất là hấp dẫn, và nó là cái tương lai. Thì cái ông con rể ấy, thì bắt đầu là có những cái quyết định mà nhảy sang cái mảng là quản lý đầu tư và các thứ liên quan đến 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 cái cổ phiếu và chứng khoán. Đấy. Thế rồi từ bắt đầu là từ đó thì các cái người tiếp theo nối dõi, những cái người mà quản lý tiếp theo của cái ngân hàng Goldman Sachs ấy, thì nó đi sâu vào nghiên cứu hơn về các cái cổ phiếu trái phiếu, và nó trở thành một cái ngân hàng mà bây giờ nó lớn, nó là một trong những ngân hàng lớn nhất của Mỹ. Từ một cái người mà không có là một người thì nói là người Đức, nhưng mà thực ra là người Do Thái nhập cư vào Mỹ, và bây giờ trở thành một cái tạo lập ra được một cái đế chế ngân hàng mà lớn nhất nhì ở Mỹ. Thì ông ta là người đã biết và tận dụng tốt cái chứng khoán trong những cái năm thời kỳ đầu. Những cái thời kỳ đầu nó cũng không hẳn là đầu tiên, nhưng mà trong những thời kỳ rất là sơ khai thôi của cái ngành chứng khoán. Và cái ngân hàng Goldman Sachs này bây giờ thì thiết âm mưu nhé, gọi là trong thế giới ngầm ấy, thì là họ có thông tin, có những cái thông tin tuyệt mật từ chính phủ, từ tất cả các ngân hàng, từ tất cả những cái cấp cao của chính phủ. Tại vì là những cái người mà đã từng làm cho Goldman Sachs này, thì sau đó khi mà họ nghỉ việc thì họ len lỏi vào trong những cái tập đoàn, những cái công ty lớn tầm cỡ nhất ở phố Wall hay là trong chính phủ. Tại sao mình nói cái này? Tại vì là chúng ta sẽ qua một cái thông tin rất là lớn ở trong 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 ngày hôm nay, đó là cựu phó chủ tịch của Goldman Sachs, tức là cái ông này từng làm cựu phó chủ tịch
Đã, tức là phó chủ tịch của ngân hàng Goldman Sachs. Bây giờ ông ta đang làm việc ở đâu? Ông ta đang làm việc tại Kissinger Associated, thì là một cái quỹ đầu tư. Cựu phó chủ tịch của Goldman Sachs thì ông ta nói rằng là ông ta giải thích lý do tại sao mà Trung Quốc là muốn cấm Bitcoin và tiền điện tử. Đấy, Trung Quốc đã kìm hãm tiền điện tử trong khi phát triển cái đồng tiền tiền điện tử riêng của mình. Đấy, và mong muốn nó được sử dụng trên toàn thế giới. Bây giờ mà khi mà cái đồng tiền của họ họ đã hoàn thành rồi, họ đã đưa ra hoạt động trong một thời gian dài rồi, thì họ muốn là cả cái thế giới này phải sử dụng cái đồng tiền của Trung Quốc, trong khi nó là một cái đồng tiền tập trung mà được do chính phủ Trung Quốc ban ra. Đấy, họ muốn hai điều, họ muốn là một hệ thống rất tập trung, nhưng họ lại muốn tiến lên trong không gian tiền điện tử. Tức là thế nào? Muốn tạo ra một cái hệ thống của chính phủ Trung Quốc nhưng mà lại muốn cả thế giới dùng. Thế rất là hài. Họ lo ngại về sự thống trị của đồng đô la. Thì Trung Quốc lúc nào cũng đối đầu với Mỹ, và cái đồng đô la thì nó mạnh từ trước đến giờ rồi, thì Trung Quốc họ không muốn là giữ cái cán cân đó, thì họ xây dựng một cái đồng nhân dân tệ bằng gọi là trên internet, đúng không ạ? Đấy, một cái đồng nhân dân tệ trên blockchain. Và một cái điều nữa rằng là họ đang cố gắng là giúp các cái nhà đầu tư mà thiếu kinh nghiệm bị mất tiền ở trong cái thị trường tiền điện tử. Nhưng thực ra là cái này nó không phải đâu. Thị trường nào thì nó cũng có những cái nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm mất tiền thôi. Không phải là từ khi có Bitcoin ra hay là các tiền điện tử ra thì các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm bắt đầu mới mất tiền. Forex hay là chứng khoán hay bất kỳ cái nhà đầu cái mảng đầu tư nào thì nó cũng có cái nhà đầu tư mất tiền. Theo như những cái nghiên cứu là đến 90-95% là những cái nhà đầu tư mới thiếu kinh nghiệm là mất tiền. Không có cái gì là lạ cả. Nhưng mà Trung Quốc lại có vẻ như là rất là quan tâm đến đến tiền điện tử đấy. Thế nói về cái ví tiền điện tử của Trung Quốc nó sẽ như thế nào? Thì họ đang tiến hành phát triển cái đồng tiền kỹ thuật số tập trung của riêng mình do Ngân hàng Trung ương phát hành. Và cái người đứng đầu của Viện Nghiên cứu Tiền tệ Kỹ thuật số, ông Trang Chun, Trang Chun à? Tên dễ thương nhỉ. Người dùng có thể lưu trữ đồng nhân dân tệ kỹ thuật số trong bất kỳ loại ví tiền điện tử nào thuận tiện cho họ. Tức là nó là tiền điện tử, thì tuy nhiên là có thể làm một cái ví cứng được, hay là ví bằng cái cạc này, hay là nằm ở trên điện thoại thông minh này, hay là có thể rút được cây, vân vân. Nó như là một cái đồng tiền bình thường, như là các loại tiền bình thường. Nó không có tiền giấy rồi. Thế theo mình nghĩ là nó sẽ chỉ có hạn chế là không có tiền giấy. Và Trung Quốc thì người ta cái tỷ lệ sử dụng tiền giấy ấy, nó đã giảm xuống dưới 25% rồi. Đấy, ở Trung Quốc người ta dùng 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 máy tính và điện thoại, người ta lưu trữ tiền rất là nhiều. Và tất cả các loại ví nhá, ví gì cũng có thể sử dụng tiền điện tử của họ được. Rất là kinh khủng, nó đưa cái tiền điện tử đi vào len lỏi vào trong cuộc sống của từng người rồi. Thì đây là cái mà mong muốn của Trung Quốc. Họ muốn là cái tiền điện tử mà phi tập trung, tức là không có một quốc gia nào quản lý ấy, thì sẽ bị không được sử dụng, và cái người dân của họ thì bắt buộc là phải sử dụng cái đồng tiền của quốc gia đưa ra để tránh thất thoát cái tiền ra quốc tế, đúng không ạ? Tiền ở Trung Quốc thì ví dụ những người giàu ở Trung Quốc thì rất là khó để có thể là đưa tiền được ra ngoài quốc gia của mình. Đấy, vì là Trung Quốc họ cấm, họ họ đánh thuế hay là họ kiểm soát rất là chặt những cái việc là mua bán tài sản ở nước ngoài. Thế cho nên là cái ở Trung Quốc thì người dân Trung Quốc là không được mua bán tiền điện tử, rất là khổ cho những người dân ở Trung Quốc. Và một cái nữa thì mình muốn nói đó là cái tỷ lệ mà các cái nhà đầu tư kiếm được tiền. Đây là top 25 các cái nhà đầu tư kiếm được tiền trong cái thị trường tiền điện tử trong năm 2020. Đấy, thì đứng đầu vẫn là Mỹ, và thứ hai là Trung Quốc. Cái này thì mình cũng không có hiểu rõ lắm tại sao lại Trung Quốc lại có thể kiếm được. Có thể là họ tính cả ở phần thợ đào hay là cái gì đó. Thực ra là Trung Quốc họ không có trade được nhé. Đứng thứ ba là Nhật Bản. Nó vẫn là ba cái nước mà đứng đầu trong cái việc là phát triển kinh tế thôi. Và sau đến Anh này, Nga này, Đức này, Pháp này. Đấy, thì có một cái rất là thú vị đấy, là ngoài những cái nước mà nó rất là nổi tiếng như này, Hàn, châu Á có Nhật Bản và Hàn Quốc, Trung Quốc. Đấy, thế
thì là có thêm một cái đất nước, đó là Việt Nam. Việt Nam của chúng ta đứng ở giữa, tức là đứng ở top thứ 13 trong số 25 nước đứng đầu về trên thế giới về cái việc là kiếm tiền từ tiền điện tử, cho thấy là giới trẻ của Việt Nam, những cái người mà bắt kịp với công nghệ thì họ cũng khá là mạnh dạn trong cái việc là đầu tư tiền điện tử và hiểu biết trong trong cái thị trường tiền điện tử này. Nó cũng không có gì lạ nếu mà trong một thời gian tới nữa thì sẽ rất là nhiều những cái startup của Việt Nam đứng tên là người Việt Nam có mặt ở trên những cái thị trường tiền điện tử của thế giới. Bởi vì là khi họ đã kiếm được tiền rồi và họ có cái sự nghiên cứu một cách nghiêm túc rồi, họ đã thuê được những cái người làm việc cho mình và nó sẽ là tương lai của giới trẻ Việt Nam. Sau này sẽ có những cái công việc liên quan đến tiền điện tử vân vân, như lập trình các thứ, rồi các trường đại học cũng sẽ có những cái bộ môn như blockchain vân vân, đúng không ạ? Lập trình. Thì cái nước ở trong tiếp theo ở châu Á thì đó là cái nước gì nhỉ? Đài Loan này, sau đó là Thái Lan. Đấy. Còn những cái anh bạn của chúng ta như là Campuchia rồi Lào hay là Đông Timor, Đông Timủng rồi Malai, Ma Lũng rồi không thấy đâu cả. Đấy. Không 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 có mặt ở đây. Đấy. Chứng tỏ là trong mấy nước ấy thì chúng ta là mấy nước về gì nhỉ? ASEAN thì chúng ta là cái nước đứng đầu rồi. Đấy. Rồi, thế một cái nữa đó là cái trang mạng xã hội Reddit. Reddit là một cái trang mạng nó rất là nổi tiếng ở Mỹ. À, thì cái trang này cho phép là người ta có thể tập lập ra những cái chuyên mục để có thể là bàn luận rồi là vân vân. À, nó tập trung, nó chuyên sâu hơn so với lại là Facebook, nó có thể là theo dõi một cách tập trung vào một cái chủ đề gì đó, chứ nó không có gọi là dàn trải giống kiểu Facebook. Thì Reddit thì có cái nhà đồng sáng lập, cái ông này thì tên là gì nhỉ? Alexis Ohanian. Đấy. Ông này là đồng sáng lập và ông ta có một cái quỹ gọi là quỹ đầu tư mạo hiểm. Thì ông ta cho biết là ông ta đầu tư vào Ethereum. Đấy. Thì cái ông này ấy thì là có cái sự ảnh hưởng khá là lớn trong cái cộng đồng Reddit nhé, và ông ta đang đầu tư vào Ether. Đấy, thì ông ta tin rằng là Ether là một điều gì rất là khác so với Bitcoin. Bitcoin chủ yếu chỉ được sử dụng để tạo ra các giao dịch an toàn với tiền kỹ thuật số. Đấy, thế còn Ether thì kết hợp rộng rãi hơn với các mã hợp đồng thông minh giúp loại bỏ các bên trung gian. Cái phần mà hợp đồng thông minh ở trong cái Ether này ấy, nó là đầu tiên và nó là một cái thứ rất là có triển vọng. Đấy. Điều đó chủ yếu để phát triển thành hai trường hợp sử dụng chính là các cái mã thông báo không thể thay thế như là NFT hoặc là tài chính phi tập trung DeFi. Nhưng ta biết là trong năm nay thì DeFi và NFT thì nó đang phát triển rất là mạnh mẽ, đúng không ạ? Thì nó hai cái này nó nền tảng của nó ban đầu là xuất phát từ Ether, Ethereum nó tạo ra, nó là cái nền tảng để có thể tạo ra được hai cái gì nhỉ, gọi là hai cái nền tảng khác đấy. Thì do hiểu đơn giản là sau này Ether sẽ là một cái nền tảng mà người ta sử dụng rất là nhiều để tạo ra những cái hệ thống tài chính, thậm chí là những cái dùng để gì nhỉ, khẳng định được bản quyền của những cái sản phẩm về nghệ thuật NFT, đúng không? Thì Binance cũng là vừa có thông báo là sẽ đưa ra cái sàn giao dịch NFT trong tháng 6 này, thì có vẻ như là tầm 24 thì phải, chúng ta cùng chờ đợi xem. Cái sẽ nói sau trong những cái trong cái phần phân tích về kỹ thuật, đúng không ạ? Vậy thì đây là cái phần về thông tin, về một số cái thông tin mà tích cực cũng như là cái thông tin mà tiêu biểu ở trên internet ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng qua phần thứ hai là phần phân tích kỹ thuật về Bitcoin và một số cái đồng coin khác.